Anh đợi em có lâu không? Em cũng mới tới thôi. Đàn ông nước ngoài có khác ha, lịch sự quá à. Anh là người Việt Nam, lịch sự anh là mẫu của anh rồi. Lần này về Việt Nam anh thấy như sao? Có thay đổi nhiều không? 6 năm rồi mà, thay đổi nhiều. Chắc em là thay đổi nhất ha. Giờ là người phụ nữ của gia đình rồi. Em gửi à? Cảm ơn em nha. Dạ. Vậy đó. Áo có bẩn chưa? Tôi cảm ơn. Anh không thích mấy thứ không ngăn nắp. Em hiểu anh mà. Ủa sao hôm nay đi làm sớm vậy? Biết vậy em không đi làm. Anh trai anh mới về. Anh đừng có nói gì về em nha. Còn phải xem là anh có nhận ra em là ai không nữa. Đi. Uống nước đi. Em cảm ơn anh. Anh hai, khỏe không? Anh khỏe. Ừ. Ô, con trai cưng của ba. Làm như thương con lắm vậy á. Ủa, bộ không được yêu thương con trai của mình hả? Bớt nhậu đi rồi nói nha. Tối rồi ai lại đi uống cà phê? Hai anh em mình kiếm quán nhậu nào rồi lai lai vài chai đi. Nè, anh không có được uống rượu đâu đó. Thôi. Không. Một chai thôi. Không là không. Anh Thạch lâu lâu mới về còn được uống, còn anh không. Anh à, đừng có chọn uống rượu nha. Anh biết rồi.